Cẩn thận tao ra lấy. Cái túm này nó không mở ra. Ờ, đi. Từ từ nhá. Bao giờ bảo là bạn mở thì bạn mở nhá. Chân từ từ nhá. 3 2 1 3 2 Xin chào tất cả các bạn nha. Đức Toại mới mở một cái shop bán ạp Liên Quân là shop đức toại vlog.com. Shop đấy có bán ạp PUBG, ạp Revive và ạp Liên Quân. Các bạn nhớ vào shop đức toại vlog.com ủng hộ Toại nhé. Ok các em ơi. Tôi hello. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với cất chó anh em. Rồi, nói chung là chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại cả clip của anh em mình thì ấy, mọi người biết em Kim Phương không? Ấy, từ cái hôm mà gọi là em hôm qua em lên đây chơi thì nói thật là mình không có một cái món quà gì gọi là ra mắt em Kim Phương cả. Tiền hết tình tan luôn, không phải hết tình tan, gọi là ví ung thư rồi thì làm sao có quà gì để cho em Kim Phượng đua. Xong lại gần sắp tới là ngày 12, ngày sinh nhật của em Kim Phượng, nên thì nói chung là tặng trà quà trước quà sau thì cũng là quà đúng không? Thế là hôm nay mình mới quyết định là tặng quà Kim Phượng, nhưng mà mình không có tiền nên là mình mới phát hiện ra được một món quà rất đặc biệt mọi người nhỉ. What the hell? Đấy cái gì? Mày bắt tao ngồi gần mày cứ đéo ưa rồi. Thôi mày có thể chào chỗ khác được mà mày cứ nhất thiết phải ngồi gần mày cứ mày nói được à? Thôi, thôi. Mọi người nhỉ? Biết đây cái gì? Đấy. Cứt chó đấy, nói chung là thẳng thắn mà nói luôn. Mình nói chung là tia sư bố cứ đẻ mẹ con chó nhà nào dám ra bãi rác thì mình nó ỉa. Nó ỉa kiểu gì, nó ỉa chuẩn thật, ỉa đúng trên cái hoàn gạch này. Đấy thì hôm nay mình nhân tiện là mình bắt được cái bãi cứt này rồi mình cũng gọi là lấy làm quà cho em Kim Phượng luôn. Nên nói chung là như nào thì nói chung tí Phượng đang trong nhà thì tí nữa mình sẽ gọi Phượng ra để mình tặng cái bãi cứt để xem Phượng sẽ phản ứng nhà mọi người nhá. Mình không biết là chắc là nành ít rất nhiều tao rốt cái chữ tao nói bao nhiêu lần rồi, tao văn 3.5 thì mày nói ít thôi thì mày biết tao rốt văn là gì nữa, làm đi nói ít thôi. Rồi nói chung là mình để tặng cứ đây, mình gọi Kim Phượng ra để rồi mình sẽ tặng cứ cho mọi người xem nhá. Đi vào đây. Thằng em mày cầm với tao, mày cầm tao. Rồi ra anh bảo đây rồi. Đây, ngồi em đi. Hả? Ngồi em đi. Tát thằng nào? Hả? Mày ngoại tình à? Hả? Ngoại tình à? Ngoại tình à? Chơi gì? Vừa ngoại tình à? Nhà tình à? Thôi đây. Không có áo cả. Được không? Ai hôm nay anh quay video tặng quà cho em mới này, không có gì phải ngại đâu. Nhìn được mà. Thế cái thích quà không? Hả? Quà được, thích mày hỏi nhiều vậy. Ngồi đây. Ngồi đây. Ê, bây giờ cho anh hỏi là em có thích quả không? Nói thế, to. Thích hay không? Quả thế nào thích. Quả là thích. Quay cứ nhìn thẳng ấy, cứ phải né đâu hả? Ngại à? Ngại chưa mới quay à? Ngại chưa ưu kính à? Hả? Anh quay vào anh làm kỷ niệm gọi là nhân ngày sắp tới sinh nhật em đúng không? Nên là anh có món quà rất đặc biệt để tặng em. À, em nói chung là em ngồi đây đợi anh, nhắm mắt vào nhá. Tức là bịt mắt nó vào nhá. Bịt mắt. Làm được. Bịt tay nhưng mà gì đây? Hay mày ra lấy thằng kinh lắm. Mày biết quà đẹp ngon đấy, mày bảo kinh quà của mày thì mày đi mà lấy. Không, ý nó bảo là quà ấy quá, nó sợ là nó hơi nó chứ không được. Bịt mắt lại. Đúng rồi, bịt mắt lại. Gấm cho nhìn nhá, để tao ra. Ai? Bịt cái tay tao ra lấy. Túm này nó không mở ra. Đi. Được chưa? Từ từ nhá. Bao giờ bảo là bạn mở thì bạn mở nhá. Chờ từ từ nhá. 3 2 1 3 2 1 lắm, ít nói mà cuối cùng nó giáo lên giáo ấn cứt vào mồm tao. Ôi mẹ tao lại. Nó ấn cứt vào nó chạy luôn à? Nó rỗi rồi. Thế xong rồi. Còn cứt ra mà. Thế quả này mẹ xin lỗi một cứt à. Thôi. Đậu chết rồi, quả này đậu nhầm người Hải Phòng rồi.
Nói chung à, Hải Phòng là người không là vòng, hiểu không? Thế nhưng mà nói gì nói, bây giờ mày cứ dọn hộ tao cái bãi chứ chờ mất. Nhìn hai cục cứt trôi sông kia, tao quên chuyện nó làm bệt kia, tao nó không chịu được rồi. Nói chung là đi xin lỗi Kim Phượng chưa đã. Hải Phòng là không làm vòng được đâu, nó thích đâm thẳng cơ. Nhớ. Xin lỗi đã, rồi nhưng mà xong là nhớ dọn ngay bãi cứt đi nhá. Ừ, mày xem cứt ở sau lưng tao một cục. Ui giời, cái thằng này kinh vạch thiệt, nó dính rồi mày chưa đấy? Dính rồi. Bước ơi Phượng, dài bảo dài nào nào dài bảo cứ bước lên bảo nhanh nhanh nhanh, xin lỗi mệt đi. Thôi được, anh xin lỗi, anh xin bỏ bỏ nhanh lên. Nói nghe không ha. 1 2 3 4 5 6 7 mày đến kẹt mày. Xin lỗi, anh định đến một người cho câu giờ. Hai Phượng ơi, anh nói nghe không? Đứng dậy nhanh lên, bước ra đây. Tại vì mày chợ yêu kiểu gì nói không mở nghe người tao mà, nhưng mà tao bỏ lâu rồi. Yêu gì mày nhanh lên. Bỏ lại à, nhanh. Nhanh lên, bước ra đây, bước đây. Nhanh lên. Mặt nhăn nhó như con hai xu gióng. Đứng lại. Rồi mày nhá, bước lại. Đứng im, anh phải đứng im mà. Rồi, anh xin lỗi. Em ơi, anh xin lỗi, thật ra anh đâu có muốn chia tại nhầm, đâu có muốn tặng cứt như vậy. Tại vì thằng này nó gọi là nó xui anh, nó bảo là sắp đến sinh nhật em rồi mà tiền không có, nên là nó mới phải tặng tạm thịt con thịt à nhầm cục cứt chó ở ngoài kia. Không, em đừng giận anh, đứng im đi à. Cái gì phải từ từ chứ, em chưa dám ấn cứt vào người anh. Cái gì thế cuối cùng tội lỗi vẫn là do tao kia à? Mày nhận hộ tao cũng một phát không được à? Ủa, có gì không? Nó giận tao giờ mẹ. Như có được gì không? Được gì á? Được gì không? Mày thích gì? Tiền à? Ừ. Thế mày thấy tao vừa đọc ngay từ đầu, tao bảo tao không có tiền, tao mới tặng cứt cho nó. Bây giờ có tiền tao đã không tặng cứt. Thế thì tự nhận đi em. Ngu gì? Hả? Có gì cho anh xin lỗi nhá. Đừng về gọi bố đánh anh nhá. Anh nói thật, anh sợ bố em lắm. Nói chung là người Hải Phòng ấy nó sợ chứ đừng nói là bố em. Bố em là gọi là ông trùm, gọi là Villa Hậu à nhỉ? Ông Villa Đen. Villa Đen ông trùm. Mày điên rồi. Bố nó bắn thuốc lào xoành xoành. Không, bố nó không hút thuốc lào. Bố không. Nói chung là tao cũng biết. Tao tưởng bố nó hút Villa thì Villa. Mày điên rồi. Kêu hôm tao vào đón Phượng như bố ngoài bắt chân này, cầm bắn bi thuốc lào bắn. Tao nói chung tha cho anh xin lỗi nhá. Là sao anh hứa, là sao anh không tặng cái chó lên, là sao có cái trâu anh tặng nó to à? Điên thằng ngu, cứt mèo chua. Cứt mèo chua. Ừ, cứt mèo chua. Thôi cho anh xin lỗi nhá. Một đâu? Một tha. Tha. Này tha không tha, nói con mẹ nó một. Tha nói con mẹ nó một câu. Cứ im 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 này, ai biết là gì. Nhưng mèo rú cứt. Thì có tha không? Ngày tha không? Không á? Không á. Nói to lên, vặn cao luôn lên. Vặn to đi em. Không tha. Không tha. Thế thì như nào mới tha? Như nào mới tha? Như nào mới tha? Đi em mới nghe đi. Sang kia mới tha gì? Sang kia mới tha gì? Đi à? Đi. Sang kia ngủ. Sang kia ngủ. Ừ. Bỏ thế nào? Bỏ thế nào? Thế bây giờ cuối cùng cũng không tha. Hả? Em này. Ừ, hả? Khác. Cái gì? Vụ quả khác. Vụ quả khác á? Thế em muốn quà bằng vật chất hay bằng tinh thần? Vật chất. Vật chất á? Ừ. Thế cho anh đi khất lợ để anh gặp bố em nói chuyện được không? Thật á? Thế thì bây giờ em đòi quà luôn thì tiền đâu mà quà? Hả? Nghỉ á? Thôi rồi. Thôi dù gì nó cũng vẫn đang giận được thì mày dọn tao bãi chiến trường rồi. Mày cầm đấy nào, cầm đây. Ma nó rồi phòng không làm vòng mày không, phòng làm vòng nó đâm chuẩn đấy, đâm phát nào ra phát đấy. Đi tìm quà nó đi. Ờ đi. Thế thì dọn tao bãi chiến trường đi. Dọn tao bãi chiến trường, dọn luôn. Đinh ơi, ôi mày quá. Chờ. À được đấy nhở. Đi coi. Vâng. Anh bây giờ phải đi công tác xa, phải có cái đồng hồ để mình nhìn giờ, để nó căn giờ nó về cho chuẩn đấy bạn. Đồng hồ hả anh? Ừ. Bây giờ em trai anh đúng không? Ừ, em trai anh. Ui giời, chuyện có thằng em trai tốt đẹp trai được. Ui được, cho đẹp trai luôn. Cho anh mượn đồng hồ à? Không được. Ô mày, cái đồng hồ bà. Cái đồng hồ này của cụ em để lại cho bố em. Thì cụ mày để lại, mày để lại cho tao được à? Hả? Mày để lại tao mượn tao đi công tác xa một tí. Mượn một tí thôi nhá. Ừ, yên tâm, mượn mấy năm nữa không sao. Mượn mấy năm, cụ em về lại báo mượn đòi chết. Mượn 2 tí thôi. 2 tí rồi. 2 tí rồi nhá. Ừ, 2 tí. Nhớ ơi, ừ, nhớ. Đừng cầm toàn đồ đắt đấy. Đồ đắt à? Đồ đắt đấy. Ôi, thế gì? Ngoan quá. Ừ, thế thì em dạy anh càng đẹp trai. Ừ. Ừ, cứ ngồi đấy nhá. Anh đi giải quyết nốt công việc. Nhớ một tí nhá. Rồi, một tí.
Phượng ơi, anh bảo quay đấy, quay cả người đấy, quay cả người đấy. Thế vừa đấy em bảo em muốn quà đúng không? Quà này anh này quách tình đẹp trai rồi. Như này, cầm hộ anh, cứ cầm hộ anh thôi, cầm thôi, không phải làm gì cả. Cầm ấy. Bây giờ anh có một món quà rất đặc biệt tặng em. Tèng 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 đấy. Đấy, đừng nói chung ở đây. Chưa. Đấy, nói chung rồi, đấy, gặp thấy đồng hồ vắt đấy, nói chung rồi cứ thấy đồng hồ này là coi như là thấy anh. Đeo vào chân. Đeo chân á? Sợ đeo chân mấy em mình đồng có đồng hồ đeo chân không? To quá. To quá. To quá tại vì cái đồng hồ này quên không hỏi nó cắt không nhỉ? Nói chung là đồng hồ nào chẳng có thể là đeo được. À em bây giờ em đeo một tay được đúng không? Em xẻ hai tay. Đây đưa. Em đây. Đeo hai tay. Đây em quay này. Đeo hai tay của em ấy nhỉ? Hai tay của em ấy nhỉ? Đấy. Đấy đeo vào hai tay này thôi. Đấy, thế này đấy, thế này được đúng không? Đấy đeo này vô. Nó tôi giận em nhé. Có tha không? Tha gì? Tha phải như nào chứ? Tha phải như nào? Anh đi thôi nhá. Nói thật là anh đấy không ở đánh là bà nữa, em mà là phụ nữ anh đánh em không trượt phát nào rồi. Đúng không? Hết giận nhá. Bây giờ đang ngủ. Quay gì đó? Quay tao đâu? Ai đi mà lẹ chỉ cứ là tao chỉ kịp tao chỉ kịp tao.